chí là một cái bảo tàng gắn liền với lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước và cũng là một góc của lịch sử thế giới. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai quan tâm đến điều đó có thể nhìn thấy ở đây những điều họ muốn về cái từng cái bước đi của lịch sử, cũng như là từng cái thời khắc, những cái phút giây quan trọng, những cái sự kiện quan trọng, những cái câu chuyện của đất nước, con người, của một góc thế giới, đó là Việt Nam.